chi nhánh của Sipung ra. Thì mình sẽ mở cái đồng tiền ra. Mở cái đồng tiền này ra chiên cái cốt rồi. Máy nào nè? Thôi đợi cái máy xíu, giờ mình xử lý cái máy này trước đi. Máy này là cho đi đôn cái cốt ra. Cho nó cắt chỉ dài, cắt chỉ ngắn quá. Đôn cái cốt đồng tiền này nè. Nó mài không được nè. Đâu ạ? Tôi làm lại đi đâu? Làm lại hả? À? Chứ dưới kia sao? Chứ kia đã nhận đâu, chứ kia qua Tết. À, tháng để ở đi rồi cố gắng cái chiếc đồng không mình nghỉ. À. Nghĩ mình không bị đưa tiền gì. Tháng rồi từ năm triệu mấy đó. Rồi à. Chị cái ngắn quá rồi. Cây này thường thường nó dễ ra, sao cái máy này nó cứng dữ thế, cứng không ra. 3 ly với mở rồi vậy. Đôn cốt ra xíu nè, sao cái này nó cứng lên em. Lôi cái ổ ra. Lôi ra nó không ra. Mà rồi. Nè. Lấy ra luôn. Ổ lôi ra được mà. Đó, nó có cái kia nữa đó. Nó cứng xong. Nó cái kia mở 3 ly ra rút ra này. Cái máy này có cái mắm chắc ăn mài. Ui trời ơi. Giờ rửa đi. Chưa rút rồi nè, mất. À, sao cây tim? Nó không có cá được không? Nó bẻ đi, nó bẻ, bẻ cái cây kém nó mới nó. Ừ. Có kiệm nè. Dạ, một xíu. Ừ. Có kiệm nè. Có. Ủa, tất cả đem qua bên kia được quá. Chưa. Tất cả đem kiệm bên qua bên kia được quá. Nam có kiệm không? Có, thấy là đi qua vô là bẻ lắm. Lấy kìm được rồi Nam ơi.
cốt này dài ra tí xíu. Chịu nổi. Nổi đi cắt nó cắt ra ngoài cái đầu lại cho nó. Dài quá. Thơm tí xíu là đẹp. Dài hơn một xíu. Nhét vô đây. Rồi. Ok luôn. Thank you.
coi nó dài được không. Đây chưa nè. Ủa không biết con co có không biết. Anh có số của bà không? Số bà nào mà tiên á. Nếu mà không có thì mình để giấy của nó luôn. Em vô gắn mang thôi coi. Chị bỏ cái giấy đó, có nghĩa là công ty mình không có tồn á, không có tồn giấy, tồn hàng á, mình để đó khi nào mà nó ấy về nó đưa mình, làm cho nó mua về được, bây giờ hàng tồn không, còn không có em kiếm giao khác gắn cho, nếu mà không có, em kiếm giao khác gắn cho, nếu mà có em sẽ gắn, còn không có dặn nhờ nó bỏ giấy nó luôn, thì dặn nó đi, không thôi chút xíu nó đem cái giấy về được cũng như không, đem giấy về đâu em, không thôi bắt đi lại thêm bông. Gọi nó đi, gọi nó luôn. Ai đi gọi. Đâu có công cái lời giao cái nó. Để giấy thôi, cầm cái này. Để giấy thôi. Cho nó vô đồng tiền mới được. Nói chị dưới mà. Thế mà không cho vô đồng tiền là nó bị vậy. Dạ. Không vô đồng tiền nó lỏng á. Dài nó mới không bị vậy. Rồi.